bác làm cái này bác có làm dầm không? Dạ. À, bà bác làm dầm. Thu thẳng rồi. Thu dán nó làm được năm nay làm cho cái dầm canh đam thì bao nhiêu cây bác? Cái này 5 ngày sao không? 5 ngày hả? Dạ, không mà cái số lượng đưa ra là bao nhiêu chiếc dầm á? Bác có thông tin chưa? Một ghe là ổng chưa làm hết đó, chắc trên 100, phải 150 á. 150 chiếc hả? 150 cây dầm. 150 cây. Dạ. Như là luôn ghe cũ ghe mới luôn hả bác ha? Cái này là tập không á nha. Tập không hả? Là còn bơi là riêng hả? À cho động viên trên 100 mình làm trên 100 cây. Dạ. Còn đi đâu thì ở trên ghe có 60 cây à, nhưng mà thợ người ta làm cho tới 80 lận. Dạ. Nó lao. Dạ. Vậy là cái số dán ở trước đó là mình làm dầm tập luôn hay là dầm huấn luyện á? Dầm huấn luyện á. Vậy là cái nửa dầm tập đó là mình làm số dán nào? Số dán đó luôn á. Đó luôn. Chơi toàn là dán dữ luôn. Dạ. Chơi chơi bằng cái gì vậy? Máy sắt gì đó. Máy sắt. Mà hình như là nghe nói là cây này là được từ ở đem chơi trong chùa này luôn hả? Trong chùa luôn. Dạ rồi, tiếng chào mọi người nha. Thì tiếng chào tất cả cô dì chú bác trên kênh của Tiếng 83 nha. Thì bữa nay tại Tiếng Đợi có mặt tại chùa City Canh Đan nè quý vị. Thì phía sau Tiếng này là chiếc 2023 ha. Thì bữa nay có những giai đoạn mới giống như là trà nhám hay quý vị. Thì xong rồi giai đoạn trà nhám thì sẽ có những cái bước tiếp theo. Ví dụ như là mình nhét những cái sợi dây mà đã nhúng những cái dầu hôm qua đó quý vị. Thì sẽ nhét vô những cái kẽ dán để mình chắc chai ha. Vậy rồi thì là đầu tiên thì Tiến cũng chúc sức khỏe đến tất cả các toàn thể anh chị em và cô dì chú bác trên kênh của Tiến nha. Có một ngày thật là nhiều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình. Thì đừng quên để lại Tiến xin một like và một lượt đăng ký kênh nha quý vị nha. Thì dưới màn hình có cái nút like đó, góc trái màn hình có nút like đó quý vị nha. Nhớ nhấp vào ủng hộ Tiến nha. Và cái phần đăng ký bên trái màn hình là có cái nút đăng ký phía dưới đó. Quý vị bấm vào để nhận những cái video mới của Tiến nha. Vậy rồi thì Tiến sẽ mời quý vị khán giả vào bên trong để đồng hành những cái khâu và những cái giai đoạn mà trà nhám ha. Rồi rồi thì Tiến cũng thành thật cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều luôn. Dạ rồi thì cái giai đoạn mà bào ghe thì hôm qua thì anh Vũ đã hoàn thiện cái phần giai đoạn là bào ha quý vị ha. Thì bữa nay tới cái giai đoạn tiếp theo thì sẽ là trà nhám đó quý vị. Trà nhám xong sẽ có những cái giai đoạn ví dụ là mình nhét dây vô những cái kẽ hở của dán quý vị. Giống như là cái đường này thì mình sẽ nhét dây vô ha. Thì chiếc ghe cũng đã được trà nhám và đã bào lường thì rất là bóng luôn hả quý vị ha, rất là liền ha. Thì mấy ngày nay thì nhìn thấy xấu chứ bữa nay thì khá đẹp hả quý vị. Còn giai đoạn tiếp theo nữa sẽ là lên những mà cái lớp sơn lót thì nhìn cái xe chiếc ghe rất là đẹp luôn. Thì anh Thái anh đang chà nhám thì nhám thì được chà bằng máy hiểu gì ha. Thì những cái giai đoạn này thì đã hoàn thiện chà xong rồi hiểu gì. Thì còn những khu vực đuôi nữa. Mà đỡ ghe thì bác đã làm được 4 cái hiểu gì ha. Bởm thì Tiếng quay có một cái thôi, bữa nay thì được 4 cái nữa quý vị. Thì nghe bác chia sẻ là những cái kệ này là để chim chiếc ghe cũ và ghe mới luôn, nên bác làm số lượng là chắc nhiều quá quý vị. Tay nghề bác làm khá đẹp heo quý vị nha. Thì còn bào cái giai đoạn phía phần đuôi ghe nữa là đã hoàn thiện heo quý vị ha.
Thì cái khu này đã bào xong rồi, chỉ còn qua lớp nhám nữa là đã xong. Còn làm số lượng mấy cái nữa mới đủ rồi bác, còn 4 cái gì đó, 4 cái ghe cũ, vậy là một cái ghe là chim 4 cái nha bác nha, vậy là còn 4 cái nữa là mới đủ. hai cái chi a ghe, mỗi chiếc hai cái chi a, là bác đang đục này là cái ngàm để mình nhét vô hả bác? Ngàm nhét nữa. Không dài bác làm cũng được một chiếc rồi ha, còn chiếc nữa, nhưng mà thấy tay nghề của bác làm cũng khá là đẹp. Thấy cũng đẹp á bác, nói chung là nó nhìn nó chắc chắn á. Này làm chắc mấy cây này chắc gỗ hồi xưa gỗ tốt không hay bác ha. Bác làm cái này bác có làm dầm không? Bà bác làm dầm. Số dán nó làm được năm nay làm cho cái dầm mà canh đan thì bao nhiêu cây bác? Cái này 5 ngày sao không? 5 ngày hả? Không mà cái số lượng đưa ra là bao nhiêu chiếc dầm á? Bác có thông tin chưa? Một ghe là ổng chưa làm hết đó, chắc trên 100 tới 150. 150 chiếc hả? Cây rưỡi cây dầm á. 150 cây. Dạ. Như là luôn ghe cũ ghe mới luôn hả bác ha? Cái này ra tập không á nha. Tập không hả? Là còn bơi là riêng hả? À cho tầm dưới trên 100 mình làm trên 100 cây. Dạ. Còn đi đâu thì trên ghe có 60 cây à, nhưng mà thợ người ta làm cho tới 80 lên. Dạ. Nó lao. Dạ. Mình nó lao. Vậy là cái số dán ở trước đó là mình làm dầm tập luôn hay là dầm uốn điện á? Dầm uốn điện á. Vậy là cái nửa dầm tập đó là mình làm số dán nào? Số dán đó luôn á. Đó luôn. Chơi toàn là dán dữ luôn. Yeah. Chơi chơi bằng cái gì vậy? Máy sắt gì đó. Máy sắt. Mà hình như là nghe nói là cây này là được từ ở đem chơi trong chùa này luôn không? Trong chùa luôn. Dạ. Máy sắt này trong chùa luôn, không đào mỗi lần nhiều lắm. Dạ. Cái số mai sắt này hình như là lúc trước là có làm mấy cái mũi và cái đuôi ghe luôn đúng không? Dạ. Đúng rồi. Khá là chắc luôn, cây đó thì chắc khá đó. Là ok. Ta làm dầm thi đấu cũng làm bằng máy sắt vậy. Dạ. Mỗi lần làm cho chiếc lọ mới á. Dạ. Đi mua ở đâu trên vùng trên á. Dạ. Thao lao có, máy sắt có, mà để máy sắt nó cứng hơn. Yeah. Nó nặng hơn thao lao. Cứng, nó làm lâu. Dạ, cũng cảm ơn bác từ giờ đã chia sẻ. Cảm ơn bác rất nhiều. Trong quá trình tàu á quý vị thì có những cái gây đinh nó lú lên ha. Anh Thái anh sẽ vô lấy búa để anh đóng nó xuống. Hôm nay mang khẩu trang rồi. Hôm nay mang khẩu trang rồi. Đỉnh đâu mà được, đỉnh đâu đưa lên YouTube mà nhiều gái kiếm quá rồi mang khẩu trang trốn chứ. Không được không? Ai biết đâu mà, bởi vì mới hỏi. Thì tiếng chọc anh Thái chút nào gì nha, đừng có hiểu lầm và vô bình đừng chửi tiếng nha, đừng nghe tiếng nha quý vị. Thì ra đây là quá trình là để trà ngắm nè quý vị. Đó. Thì một cái máy giờ nhám thì sẽ có cái túi riêng để đựng ba cái bụi như vậy ha. Nếu mà không đựng bụi thì khá là ấy luôn. Khá là
bay vô hít đôi mũi thì khó chịu lắm. Nói với quý vị mà loại nhà ghe mà chơi tham quan đó, mà trong cái quá trình thi công này nè quý vị, rất là bụi luôn. Chung là thì bụi từ gỗ đó quý vị. Những cái lúc mà anh Vũ anh bào rồi đó thì lúc đó cũng khá là bụi. Chà chà, rất là mịn luôn hả quý vị ha. Bữa nay không có sư phụ ở đây, đệ tử hơi buồn rồi nè. Đó, ngồi cái mặt buồn hiu à. bữa nay sư phụ đi trà Vinh rồi. Thì sắp tới này thì sẽ Tiến sẽ cố gắng để ra những cái video mà sửa chữa ghe ngò của Càng Long nghe quý vị ha. Thì cũng là do anh Danh Vũ sửa luôn. Thì Tiến sẽ cố gắng để cập nhật những cái tình hình bên trà Vinh cho em đến quý vị cùng xem ha. Số dây thì được phơi hôm qua thì khá là khô rồi, chắc bữa nay sẽ có những giai đoạn là lấy những cái cọng dây này nè quý vị ha. Cọng dây này thì đã được tẩm dầu với bột á, bột cái ke quý vị, thì để nhét vô những cái thành phần này ha, để cho tiếng qua tiếng quay quý vị ha. Tại vì nhầm người không biết á, comment á bên ở bên TikTok của Tiến á là chưa có thấy bao giờ đó nên chưa có hiểu á, cũng qua đi giới thiệu luôn nha. Đây là những sợi dây này nè, thì để được các anh thợ đó anh nhét vô những cái đường này nè quý vị. Đó, nhét vô cái đường này ha. Giống như cái đường, ví dụ như cái đường hở nè quý vị ha, cũng hơi bự nè. Do hai tấm dán nó kết cấu với nhau quý vị, nó sẽ đưa ra cái đầu hở như thế này ha. Xong sau đó thì sẽ nhét một phần dây ở trong á. Rồi sẽ nhét một lớp chai ở ngoài nữa quý vị. Qua tiếng hỏi là tại sao là không làm cho nó nguyên cái cọng dây dài đó vậy, thì có anh thợ anh chia sẻ là do là làm dài quá, nếu mà dây nó có vuột á thì nó vuột sẽ vuột đường dài, thì làm dây ngắn thôi. Nếu mà có tình trạng mà dây nó vuột á thì nó vuột sẽ vuột một đoạn ngắn, thì xử lý nó dễ hơn theo vậy ha.
Thì cái thành phần chiếc ghe ngo cũ đó quý vị, thì hôm qua có những cái giai đoạn, ví dụ là anh Vũ á lên những cái phần đuôi của ghe nè quý vị, thì đã được lắp lên trên đây rồi ha, mà được chưa có thợ bào ha. Cái đuôi này cái góc xấu dữ trời, do mấy con gì nó ăn đó quý vị. Thì cái cây này là cái cây này, cái cây làm phần đuôi này, ghe này ngon này nè, là được anh Vũ anh xẻ ra để làm dầm luôn quý vị, để nó dán ngay sau mây đá nè, dán mây đá thì gắt là cứng luôn á quý vị. Thì được anh Vũ anh làm những cái giai đoạn này, giống như là phần đuôi và phần mũi của ghe. Thì chiếc ghe ngo cũ này thì đã được lắp, thì cũng sửa lại cũng sắp hoàn thiện rồi đó quý vị. Thì lên những cái phần này nữa thì có những giai đoạn tiếp theo là ví dụ như là thì mình úp ghe á, mình nghiêng ghe để mình nhét chai luôn ha. Thì chai thì được tháo hết rồi, được cạo sạch sẽ hết rồi. Số này con dán này lâu quá nó bị tét thôi. Thì đánh ngắm ở khu vực lườn ghe, xong rồi mình sẽ đánh những cái phần bên hông đó, gì đó, những cái mà chậm ghe đó thì sẽ xử lý cho cái giai đoạn mà nó bầu theo luôn ha. Thì nó hay đưa mấy cái cạnh ra, cái cạnh dáng lên đó quý vị. Thì cũng nhờ những cái chiếc máy này mà làm cho cái cạnh dáng mình nó liền với nhau ha. Chiều nay cái nhét dây chưa? Xong không? Xong không? Xong rồi tới mình nhét dây à? Chiều nào xong không? Nhét dây nhớ hú em nha. Lạnh nhét nữa nha. Quên à.
Dạ rồi, thì cuối video thì Tiến cũng xin chúc quý khán giả có buổi chiều, buổi tối vui vẻ, hạnh phúc của gia đình mình. Đừng quên để lại Tiến một like và subscribe kênh ủng hộ Tiến nghe quý vị. Dạ rồi, thì Tiến cũng khép clip tại đây. Tiến cũng sẽ xin phép cập nhật những cái giai đoạn tiếp theo, ra những cái video sau nữa hay hơn thì quý vị cùng xem ha. Thì có giai đoạn sắp tới thì Tiến cũng sẽ có dự định là sẽ đi qua bên Trà Vinh để quay cái chiếc ghe ngò Càng Long mà anh Danh Vũ đã nhận sửa trong thời gian sắp tới này. Thì sẽ có những cái sự kiện mới thì Tiến cũng xin phép các bạn để cập nhật, để đưa lên cái thông tin cho quý vị cùng được xem với chiếc ghe ngò Càng Long như thế nào ha. Vậy rồi thì Tiến cũng cảm ơn quý vị khán giả luôn đồng hành với kênh của Tiến đó, và xem và ủng hộ, like, đăng ký hoặc là subscribe giúp Tiến đó. Tiến cũng thành đặt đa tạ rất là nhiều luôn. Thì Tiến cũng nói lời chia tay lại đây, thì Tiến sẽ hẹn quý vị một video sau nha. Bye bye.